Hay là mình mang tết xa về gần tụi nhỏ không ông? Ồ, được đó bà. Hạnh phúc là tết như mình bên nhau. Đây là chiếc ôm này đến cho mẹ. Hạnh phúc là tết như mình bên nhau. Tết này, cô Úc Mát gửi đến bạn bài hát Tết bên trong chiếc ôm. Mời bạn đón xem vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 1 này nhé.